viện dưỡng lão Tuổi Hạc được khánh thành năm 2008 trên một khu đất rộng 4 mẫu tay, cách trung tâm của thành phố Edmonton không đầy 30 phút lái xe. Viện dưỡng lão này có 140 phòng với đầy đủ tiện nghi. Cái viện dưỡng lão Tuổi Hạc ở đây hiện nay đó thì chúng tôi có hai cái section thôi. Vì cái section thứ ba đó nó đòi hỏi phải có y tá ON trực 24/24. Long term care đó là phải cần bác sĩ chăm sóc thường xuyên. Cho nên vì vậy mà cái khả năng của mình bước đầu mình chưa có đủ tài chính để mình thuê mướn những vị đó. Là thứ hai nữa là cái cơ sở đó nó cũng đòi hỏi những cái thiết bị đặc biệt mà mình phải có một cái section riêng. Thì tạm thời nhà dưỡng lão này có hai section chính thôi. Đó là independent, tức là các bác về ở đây sống tự túc, tự nấu nướng lấy. Còn cái section thứ hai đó là assisted living đó. Nói theo cái danh từ của Bộ Y tế ở đây gọi là DAL, tức là DAL. Thì cái chương trình DAL đó là chăm sóc cho những người là có bệnh, nhưng mà bán phần thôi. Chứ không có phải là trực 24/24, vì các viện này còn đi đứng được. Hơi khó khăn một chút nhưng mà còn đi đứng được, còn tự ăn uống được. Nhưng mà họ cần cái phục vụ. Chẳng hạn như là mình phải lo cơm, nước, rồi cũng như chăm sóc thuốc men cho họ, uống đúng giờ. Vì họ có những cái vấn đề không có còn là nhạy bén nữa. Chẳng hạn như không còn nhớ giờ giấc, ăn giờ giấc, uống thuốc, rồi thậm chí đi ngủ đôi khi cũng không biết giờ đi ngủ nữa. Thì mình phải chăm sóc cho họ. Rồi cái thứ hai nữa là những người đó họ đôi khi họ không có giặt đồ được. Họ không tự tắm rửa được. Thành ra nhà dưỡng lão mình cũng phải giặt đồ, phải tắm rửa cho họ. Nói chung thì những cái phục vụ như vậy đó thì là những người coi như còn tương đối khỏe mà họ bị cái bệnh như vậy thì mình phải chăm sóc cho họ bán phần. Cho nên gọi là những người mà gọi là ở trong cái diện assisted living. Còn những người mà long term care chính là những người đó gần như là mình phải lo cho họ hết suốt 24 tiếng đồng hồ rồi. Thì chúng tôi ở trong nhà dưỡng lão hiện nay cũng có một số vị đi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà chúng tôi buộc phải đưa đi một cái nơi long term care khác. Thành ra vì vậy mà trong nhà dưỡng lão này, trong tương lai thì chúng tôi mới nghĩ đến việc phải làm một cái section thứ ba đó là cho long term care. Sống tại Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc, các cụ cao niên Việt Nam có dịp tham dự những buổi sinh hoạt cộng đồng như buổi lễ kỷ niệm đề ngũ chu niên của viện. Thật không may vào thời điểm đó, bất ngờ đã có một cơn bão tuyết đầu mùa khiến cho nhiều quan khách không thể đến tham dự. Trong một hội trường lớn ở tầng hầm của cơ sở này, buổi lễ đã diễn ra với nhiều hàng ghế trống. Tuy nhiên rõ ràng là các cụ cao niên Việt Nam sống tại đây đã tìm lại được không ít niềm vui khi hòa mình trong một xã hội Việt Nam thu nhỏ của Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc. Tôi còn đông lắm, 4 năm nữa mà tôi trông cho thầy lập thành cái hội, cái nhà dưỡng lão là tôi vô liền. Cái ngày mà khai trương thì tôi vô ở tới giờ 5 năm rồi. Thấy khỏe, thấy vui vẻ. Vui vẻ hơn ở nhà, con đi làm hết rồi buồn quá. Vô đây thấy vui, có mấy bà già rồi, chị em bạn rồi. Thầy có thầy, có cô Hằng rồi thấy vui vẻ, sống thấy khỏe. Con gái thì đông, hai con ở Tôn Tô, ở đây 6 con ở đây. Hai vợ chồng già lắm rồi, 9 mấy rồi. Con cái nó đi làm đi lụng thì không yên tâm bố mẹ ở nhà. Vì làm lụng sợ té ngã, khổ, đau ốm. Thành ra vô dưỡng lão, ở đây đi ra đi vô thì có thầy ở dưới. Đi vào đi ra thì có người trông nom, có chuyện gì thì giật cái dây đấy, thì dưới nhà đi xem. Thế rồi đi lại đây bà con nhất vui, chị em đoàn kết, không sao. Thế đi chợ đi búa thì con cái nó phôn tới, nó đi chợ nó không cho. Dạ đây là ông xã của tôi, năm nay là 81 tuổi, tôi cũng 78 tuổi rồi. Là vô đây từ cái năm mới thành lập cái này đó là năm 2008 phải không thầy? Ông ở vô đây ở 5 năm rồi.
thì cũng đang vui vẻ. Ở đây coi như là có thầy là quý mấy năm. Hơn nữa là lễ lọc này kia, kia nọ đầy đủ hết. Sáng rồi cũng có tập thể dục, thể thao rồi chơi vui. Chị em nhà tôi cũng có karaoke nữa đó. Hát bài à, dở ông Việt Tiến hát bài. Để hình thành viện dưỡng lão này, cộng đồng Việt Nam tại Edmonton đã có một quá trình vận động bền bỉ kéo dài hơn 6 năm, với nhiều đóng góp đáng kể về công sức lẫn tài chính. Sau đó thì chính quyền liên bang Canada lẫn tỉnh bang Alberta đã cùng tiếp sức. Kinh phí cho cái việc xây cất cái ngôi nhà dưỡng lão tuổi hạt này, sau khi chúng tôi hoàn tất xong là 28 triệu. Nhưng mà chưa kể đến cái tiền mà chúng tôi phải trang bị ở bên trong, gọi là equipment đó, cho cái nhà dưỡng lão này, những cái máy móc và những cái tủ lạnh, những cái bàn ghế, mọi thứ hết, thì tổng cộng vô thì khoảng 30 triệu. Thì cái số tiền mà chúng tôi gây quỹ suốt coi như là 8 năm tròn đó, thì được tất cả là 5 triệu. Thì 5 triệu đó, trong đó là có số tiền chúng tôi vận động từ đồng hương đóng góp, và một số tiền khá lớn đó là từ nơi quý đồng hương cho mượn, là được 5 triệu. Và chúng tôi xin matching fund của chính phủ liên bang cũng như tỉnh bang thì được 10 triệu nữa. Thành ra có được 15 triệu. Và chúng tôi phải mượn từ nhà băng là 15 triệu. Well, you know, I'm very happy. We as government have been working with this community for a number of years to make sure that this becomes a success story. But when you see, tôi rất vui khi thấy viện dưỡng lão tuổi hạt được hình thành. Trong những năm qua, chính phủ đã chung vai với cộng đồng Việt Nam để bảo đảm sự thành công của dự án. Chúng ta có thể thấy được niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của các cụ cao niên ở đây khi có người nói chuyện với các cụ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, bằng tiếng Việt. Các cụ đã được chăm sóc rất chu đáo, và quan trọng là các cụ được sống trong văn hóa Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng chúng ta đang có những dịch vụ rất tốt mà chúng ta đều muốn cha mẹ của chúng ta được hưởng khi các ông bà đến tuổi cao niên. Rõ ràng đây là một cơ sở rất tuyệt vời, và đây cũng là một điều đúng đắn mà chúng ta phải làm. Chúng tôi đối với chính phủ Alberta là luôn luôn muốn giúp công dân, cả người cao niên có nơi chỗ ở khi về già. Thành ra đây là chương trình chung. Nhưng mà vị trụ trì chùa đã dựng ra một cái project, một cái dự án như vậy. Thành ra chúng tôi rất thích, rất hoan nghênh. Và trong cái thời gian trước khi xây đó, thì chính phủ chúng tôi cũng giúp. Tôi không có nhớ rõ con số, nhưng mà cũng lên tới khoảng 50 triệu đô la trong cái việc xây cái cơ sở như vậy. Ngoài ra, không phải là chỉ có Viện Trúc Lâm xây, mà có bao nhiêu những cơ sở từ thiện khác người ta cũng xây ở Edmonton, ở Calgary và các nơi trong Alberta. Thì chúng tôi luôn luôn giúp đỡ cái chương trình chỗ cư trú và y tế của giới cao niên. Có một điều tôi muốn nói thêm đây rất là đặc biệt là cứ 15 phút là có một người thành 65 tuổi, tức là đã thành cao niên. Đó một cái dự tính của chúng tôi là phải bắt kịp cái độ tăng như vậy. Bên cạnh những vị cao niên Việt Nam, Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạt còn tiếp nhận nhiều vị cao niên thuộc các sắc dân bạn. Tất cả đã chung sống hài hòa dưới cùng một mái nhà, mang ít nhiều phong cách Việt Nam. Kính thưa anh cũng như quý khán thính giả, là bởi vì nhà dưỡng lão của chúng ta đó là một phần tiền của cộng đồng chúng ta đóng góp, và trong đó một phần tiền của chính phủ bỏ vào để hình thành cái nhà dưỡng lão này. Cho nên ưu tiên thì dĩ nhiên cho người Việt Nam. Nhưng mà nếu những phòng trống thì chúng ta không thể không cho những sắc dân khác vào. Bởi vì thứ nhất đây là cái nhà chung. Thứ hai nữa là nếu chúng ta không cho vào thì chúng ta cũng không có income. Và thành ra buộc lòng chúng ta phải cho những người khác vào. Cho nên có lúc cái dân số của nhà dưỡng lão mình đó là người Việt Nam mình nhiều hơn.
Nhưng mà có lúc thì người Việt Nam mình ít hơn, tại vì cái bác mà đi ra khi mà già yếu, bệnh nặng phải đi chỗ khác đó, thì những cái người khác họ lấn vô. Xin lỗi, thì những cái số người bắt đầu từ người những sắc dân khác họ vào đông hơn. Nhưng có lúc Việt Nam mình nhiều hơn, nhưng mà trung bình thì người Việt Nam mình khoảng phân nửa. Khoảng 80, thì cái số còn lại người Tây Phương hay là những cái người sắc dân khác khoảng 80 người. Đó, thì trung bình nó như vậy, cứ lên xuống, trồi sụt tùy theo những mỗi lúc và... Tôi thích sống tại viện dưỡng lão này vì ở đây tôi có một căn hộ cho riêng mình và mọi người đều tốt với tôi. Đây thật sự là nhà của tôi. Mới đây tôi phải ở bệnh viện 3 tháng và luôn mong mỏi được trở về nhà, được trở về đây. Ở viện dưỡng lão này có nhiều sắc dân, nhưng tôi không thấy có một sự trở ngại nào. Tôi không nói được ngôn ngữ của họ, và ngược lại, họ cũng không nói được ngôn ngữ của tôi. Thế nhưng chúng tôi sống chung rất hòa hợp, rất tốt. Viện dưỡng lão tuổi hạc nay đang hoạt động một cách thuận lợi, phần lớn nhờ có một ban quản lý với các nhân viên rất chuyên nghiệp, hiểu rành rẽ tâm lý của cả người Đông Phương lẫn Tây Phương. Quý bác Việt Nam của mình ở trong đây, cái nhu cầu của họ là về thuốc men, về vấn đề an toàn, đi bác sĩ. Với lại là khi mà quý bác vô thì người ta cần cái service về thức ăn Việt Nam. Tại vì mình đây đặc biệt mình có nhân viên y tá nói tiếng Việt hoặc là nói tiếng Hoa để phục vụ cho những bác lớn tuổi mà không nói được tiếng Anh. Cái đó là cái chính của mình. Rồi thứ hai nữa là cái vấn đề thức ăn. We need a seniors home for Vietnamese because they need to be amongst people that understand them. Chúng ta cần một viện dưỡng lão cho các cụ cao niên Việt Nam vì các cụ cần được sống trong một không gian có những người thấu hiểu họ, có thể liên hệ với họ và đáp ứng được những nhu cầu về tâm linh của họ. Thử thách lớn nhất của chúng tôi tại đây là có nhiều vị không nói được tiếng Anh. Các vị này nếu sống trong một môi trường chỉ có người da trắng hay những người mà họ không thể giao tiếp được, thì thật là không tốt cho sức khỏe của họ. Còn ở đây thì họ có thể nói chuyện với những người khác, có thể làm bạn với nhau, cũng như ăn những món ăn phù hợp. Đó là những gì cần thiết cho sức khỏe của cao niên ở giai đoạn tuổi vàng. Với những vị cao niên Việt Nam, thì việc được sống trong một bầu không khí thân thiện của những người cùng ngôn ngữ là một điều rất hạnh phúc. Và càng vui hơn khi hàng ngày các cụ được dùng các thức ăn quen miệng từ những ngày còn ở quê hương. Khu nhà bếp rộng rãi sạch sẽ của Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc có các đầu bếp Việt Nam và Tây Phương, chế biến đủ các món ăn Âu Á. Thường món ăn Việt Nam của mình thì mình sẽ phải có một làm một cái menu, rồi mình sẽ để cho ở cấp trên người ta duyệt qua, rồi người ta đồng ý là nó đủ tiêu chuẩn, trong đó là mình mới xài theo cái đó. Thường món Việt Nam của mình thì mình làm theo cái cách mà ở Việt Nam hồi xưa mình ưa có. Giống như mình ăn nấu bún tàu với canh hay là cá kho hay là cơm hay là thịt kho hay xăm lam, mình làm xiêu gà hay là làm nhiều món nó khác nhau để cho các bác lại thích như vậy. Thì mình mỗi vài ba tháng mình đổi theo cái vị khẩu của mấy bác ưa muốn. Ngoài nhà bếp với một phòng ăn rất khang trang, thì Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc còn có những căn phòng khác với những trang thiết bị cần thiết cho sức khỏe của các vị cao niên, đúng với những yêu cầu của ngành y tế. Dạ, thưa, đây là cái phòng sauna room dành cho cái bên khu của người bệnh đó. Thì các cụ cao niên mà khi được đưa vào cái phòng tắm ở đây đó, thì hoặc là trong bồn tắm hoặc là tắm ở ngoài sau này rồi, thì thường thường là họ trùm lại cái khăn rồi họ đưa vào đây. Nó có coi như sauna để sưởi ấm cho họ trong thời gian lao cho khô. Thành ra trước khi đưa về phòng thì thường thường họ phải lao cho khô rồi choàng cái khăn ấm để đưa họ về phòng. Và thứ đây là cái bồn tắm mà dành cho những cái vị cao niên mà không có tự tắm được, mà cần có tắm kỹ, thí dụ như là gội đầu hay là tắm kỹ càng hơn đó, thì họ đưa vào ngồi ở trong cái bồn này để cho họ dễ tắm. Vì cái bồn này thì có hai người y tá đến để mà tắm cho, thì gội đầu hay là kỳ cọ rồi cho nó sạch sẽ.
thì chỉ chỗ này thôi thì các cụ mới có thể ngồi được thoải mái, dựa vào trong này rồi người ta tắm cho các cụ nhà. Cho nên chỗ này là chỗ để tắm kỹ thôi, còn bình thường có thể tắm ở trong phòng riêng của mình, cũng có một cái washroom. Dạ thưa, đây là cái phòng hair salon, là cái nơi mà các cụ cao niên của mình làm đẹp. Vào đây cắt tóc nè, uống tóc nè, nhuộm tóc nè, hoặc là làm móng tay. Dạ, đôi lúc có một nhóm người vào đây làm móng tay free để giúp cho các bác được sơn những móng tay đó, được cắt móng tay. Những em thiện nguyện viên vào để làm việc này. Mặc dù các cụ lớn tuổi rồi nhưng mà các cụ vẫn thích. Đó là những cái mà nhà dưỡng lão cũng quan tâm để giúp cho họ có cái niềm vui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vấn đề thể dục và giải trí cho các vị cao niên cũng được Ban Quản lý Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc quan tâm đặc biệt. Những buổi thực hành tài chi hay những buổi giúp cho trí óc thêm minh mẫn qua các trò chơi được tổ chức hàng ngày. I'm the recreation coordinator, so I plan the activities in the senior home, just different activities day to day for them. Tôi là phối trí viên của phòng sinh hoạt cộng đồng. Tôi có trách nhiệm thiết lập các chương trình sinh hoạt cho viện dưỡng lão này. Mỗi ngày có các sinh hoạt khác nhau, như nướng bánh hay các sinh hoạt mang tính vận động như hockey, bowling. Chúng tôi cũng có những trò chơi như bingo, hỏi đáp, những trò chơi cộng đồng tạo cơ hội cho các cụ gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Và bên cạnh đời sống mang tính vật chất, thì đời sống tâm linh của các cụ cũng được chăm sóc rất chu đáo. Dù người chủ xướng việc hình thành Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc là một vị tu sĩ Phật giáo, nhưng tại đây vẫn có những buổi lễ dành cho các vị cao niên của các tôn giáo khác. Đối với em thì em không có ngại những cái tôn giáo gì hết á. Em thì em bà thì ở bà ở bên Tin Lành, và nhưng mà em thì ở bên tôn giáo là bên ông xã em. Nhưng mà khi bà vô đây thì em cũng có hơi ngại, là nhiều người nói là tại sao nhà dưỡng lão này có thể là bên Phật giáo đó thì không tốt cho bà. Nhưng mà em thấy cũng không có gì, lúc khi bà vô đây thì không có ngại tôn giáo gì hết. Dạ. Chúng tôi mới đi nãy về thì thầy bỏ ra đây ngồi chơi với nhau nói chuyện. Chúng tôi họp nhau ở đây nói chuyện cho nó vui. Rồi đi làm gì chia sẻ nhau mọi câu chuyện, cái gì cũng ấy cả. Tôi thấy ở đây tôi vui vẻ, tôi sống tôi vui vẻ, tôi thấy khỏe mạnh, tôi thấy tự nhiên hơn. Tôi thấy tôi đọc kinh Nần Hạt, tôi vui yên trí hơn. Ngoài các dịp lễ lớn ở Canada như lễ Giáng sinh, lễ Tạ ơn, lễ Phục sinh, thì Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc còn tổ chức những lễ truyền thống của dân tộc như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, lễ Vu Lan, v.v. Những buổi sinh hoạt đặc biệt này càng khiến cho các cụ cao niên Việt Nam cảm thấy ấm cúng hơn trong một xã hội có phần xa lạ của Canada. Dạ, em là những trong người làm về âm thanh đó, trong ban nhạc thường nguyện để giúp cho ở đây những cái buổi lễ lớn, lễ sinh nhật hay là lễ Father's Day, Mother's Day và Christmas, là Tết Việt Nam, nhất là cái ngày lễ lớn, nhất là ngày kỷ niệm của tuổi Hạc. Với các cơ sở khang trang, với các nhân viên chuyên nghiệp và nhất là với một không gian mang tính Việt Nam, thì Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc ở Edmonton đã trở thành một ngôi nhà êm ấm cho nhiều vị cao niên Việt Nam. Chính thân nhân các cụ cũng cảm thấy yên tâm khi các cụ được sống một cách yên lành tại đây. Nhiều lúc ở nhà hay là ở ở phá mạnh á, nhiều lúc tuổi em thì cứ đi làm suốt ngày, còn ở phá mạnh thì rất là ồn ào. Mà nếu mà bà vô đây thì lúc nào cũng có những bác già, những cô y tá luôn dòm ngó bà. Ở cái nhà đó có già rồi cái cẳng lên lào lên không liều, lên lên xuống xuống không liều, rồi lại ô lại có thằng lào,
có lẽ thằng đi xuống lên được. Ở nhà thì cái lên lên xuống xuống khó quá, lên không được. Già rồi, cái cảng lâu quá. Đi giờ là lạnh không ra đường được, tôi đi cái đường này. Một buổi sáng mấy lượt đầu này đến đầu kia rồi tôi vào là thỏa mãn. Còn bây giờ lạnh tôi không ra ngoài được. Còn nhà con gái con chúng tôi đâu có đường rộng mình mà đi. Nói rất thật. Mình muốn đi muốn gì rồi về, còn ở ngoài cái vậy chứ mà đi về mình cũng phải lo. Còn ở đây không có lo. Ở đây có chị em bà con với là thầy đồ trong này nữa. Thì dù sao đi nữa nó cũng vui hơn. Dạ ở ngoài vậy chứ mà tự do không có. Thì mình đi thì giờ mình không có vui, còn ở đây thì nó vui. Có chị em rồi vui vẻ hơn. Nói chuyện rồi nó một hai câu nó cũng đỡ. Còn ở ngoài thì đi giờ có một mình à. Sau thành công tại Edmonton, thì theo yêu cầu của một số thành phố khác, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, sáng lập viên của Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton, đang chia sẻ kinh nghiệm của mình để nhân rộng mô hình Viện Dưỡng Lão Việt Nam ở các địa phương này. Tại Toronto thì một tổ chức từ thiện đã ra đời nhằm vận động thành lập một làng dưỡng lão tuổi hạc cho người Việt. Và với kinh nghiệm của thầy Thích Thiện Tâm vốn đang là chủ tịch, thì tổ chức này bước đầu đã mua được một mảnh đất rộng gần 6 mẫu tay ở vùng Vaughan, ngoại ô của thành phố Toronto. Dạ, thưa miếng đất này khá rộng. Dạ, thì như anh thấy trước ông Kính đó là một ngôi nhà 6.000 square feet, còn rất là mới. Thì trong thời gian mình chờ đợi cho cái việc xây cất đó, thì chúng tôi sử dụng đó như là một cái văn phòng của hội. Và cái ước mơ của chúng tôi là muốn làm sao á, mình xây một ngôi nhà dưỡng lão cho ba cái lớp, từ cái người khỏe cho đến cái người yếu rồi bệnh. Thành ra chúng tôi định là chia ra làm ba cái section. Section thứ nhất là cho cái người independent, tức là những người còn sống tự túc được, tự nấu nướng được. Và cái section thứ hai là cho những người yếu rồi, nhiều khi bây giờ hơi lẩn quên. Thành ra cần phải có cái sự chăm sóc cũng như là nấu nướng phục vụ cho họ, cũng như y tá phục vụ cho họ. Và cái section thứ ba đó là những người long term care, tức là những người này có thể là sẽ ngồi trên xe lăn thôi, không có tự làm việc được một cách thoải mái nữa. Thì nếu mà mình làm chung trong một miếng đất rộng như thế này đó, thì để thứ nhất là mình không có tốn nhiều cái ban điều hành, tốn tiền để mà chi phí cho cái ban điều hành. Vì cái ban điều hành nó kể ra mình cũng nặng lắm, phải trả chi phí cho họ nặng lắm. Nếu mà mình xây mỗi section một nơi, một chỗ thì nữa sau này mình sẽ bị tốn kém rất nhiều về cái ban điều hành đó. Thành ra đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi rút tỉa từ ở bên Edmonton. Yeah. Trong dự án làng dưỡng lão tuổi hạc ở Ontario thì Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đang được đông đảo đồng bào và nhiều chính khách ủng hộ, như đã từng ủng hộ trong việc xây dựng Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc ở Edmonton trước đây. Dân biểu Quay Cao cho biết thêm về khả năng và uy tín của thầy Thích Thiện Tâm. Tôi biết Thượng Tọa từ trước khi Viện Dưỡng Lão, từ hồi cơ sở chùa đây mới lập. Ông vị Thượng Tọa này là một người rất là hoạt bát, rất là gọi là năng động để gây ra một cái chùa là một chuyện. Xây một cái chùa cơ sở và bảo trì nó trong nhiều năm, rồi đưa ra một dự án để làm viện dưỡng lão. Những cái đó là một cái thành công mà khó có thể có được. Là một cái, có nói là nếu mà đối về vấn đề bên ngoài không phải là tu hành, thì là một người rất tài về quản trị, về lãnh đạo, mới thành ra được công việc như vậy. Tôi biết là làm một cái chuyện gì rất là khó, nhất là tụ người ta lại và gây dựng ra và lên cả triệu đô la đã, thì là một thành công vĩ đại. Thì tôi rất là vui mừng là có một người như vậy đã làm, và chính phủ Alberta chúng tôi trợ giúp hô hào trong cái chuyện đó. Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc ở Edmonton là một thành công lớn của cộng đồng người Việt ở Canada, mở đường cho những viện dưỡng lão Việt Nam được xây dựng ở những thành phố khác. Đây là một việc làm mang đậm tính nhân văn cần được đề cao, ngõ hầu những bậc trưởng thượng trong cộng đồng chúng ta
có thể yên tâm về một nơi nghỉ ngơi thoải mái trong giai đoạn tuổi vàng. Việc tuyến tường thuật từ thành phố Edmonton và Toronto của Canada.